Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử bắt đầu hỏi bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đáng chú ý, bị hại trong vụ án là SCB khẳng định bị thiệt hại hơn 760.000 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB được xác định tham gia phiên tòa với hai tư cách tố tụng là bị hại liên quan hành vi tham ô tài sản và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tại phiên tòa, đại diện SCB trình bày không đồng ý với khoản tiền thiệt hại theo cáo trạng là hơn 498.000 tỷ đồng. Vì đại diện này đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 84.000 tỷ đồng lãi phát sinh tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm là ngày 5 tháng 3 năm 2024, đó là chưa tính đến lãi bổ sung đến thời điểm thi hành án xong. Căn cứ của phía ngân hàng là vì SCB không đồng ý với kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân trong vụ án. Liên quan đến 1.166 mã tài sản bảo đảm cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, Đại diện SCB đề nghị được quyền khai thác sử dụng quản lý không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý hay không. SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm các tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo cho SCB. Ngày 3 tháng 1 năm 2023, sau khi khởi tố vụ án, SCB đã thuê công ty Hoàng Quân định giá tài sản ngân hàng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không đồng ý với các kết quả thẩm định giá quá thấp. Theo đó, trong vụ án, công ty thẩm định giá Hoàng Quân được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án. Mới định giá 726 trên 1116 mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB. Số còn lại, công ty Hoàng Quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu, quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Đối với hơn 400 tài sản chưa định giá SCB đang giữ, bà Lan cho biết cũng từng có nhiều ý kiến với các cơ quan tố tụng về việc những tài sản nào chưa được định giá thì cần phải định giá để tính toán lại thiệt hại trong vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không đồng ý với kết quả thẩm định của công ty Hoàng Quân. Khi luật sư Lê Hồng Nguyên hỏi, yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với các tài sản chưa được định giá Bị cáo Lan trả lời, đã có nhiều ý kiến gửi hội đồng xét xử xem xét lại tất cả tài sản chưa định giá phải được định giá. Bị cáo Lan trình bày, các tài sản này đều là mồ hôi nước mắt thì không thể nói là không có giá trị. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bất động sản giá thị trường lúc cao lúc thấp và kết quả định giá của công ty Hoàng Quân không hợp lý, điển hình như dự án Mũi Đèn Đỏ được định giá 17.000 tỷ đồng. Về dự án này, cựu phó tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng cho rằng năm 2020 thì dự án này có giá thị trường từ 60 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Còn cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung trình bày dự án mũi đèn đỏ có diện tích khoảng 117 hecta đã thực hiện đền bù hơn 90%. Lúc đền bù là đền bù theo giá thị trường. Theo bị cáo Dung, với diện tích đó nhân với giá thị trường thì có giá trị khoảng 70.000 tỷ đồng. Đó là giá trị thực tế, chưa tính các thủ tục pháp lý. Bị cáo Dung khai, khi SCB duyệt cho vay 117.000 tỷ đồng là không chỉ dựa vào giá trị đã đền bù, mà còn dựa vào đánh giá khả năng phát triển của dự án. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trình bày thêm, trong 1.166 mã tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB, công ty thẩm định giá Hoàng Quân không định giá 440 mã tài sản vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản là không phù hợp. Theo bị cáo Dung, cổ phần cổ phiếu đều là tài sản có giá trị được ghi nhận trên sổ sách của SCB. Vì vậy, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung mong hội đồng xét xử xem xét, yêu cầu các cơ quan tố tụng cung cấp danh sách các tài sản không được công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá trong vụ án, từ đó bị cáo sẽ có trình bày quan điểm. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày mong muốn con gái bà là Chu Duyệt Phấn sẽ giúp thu hồi nợ từ những người đang thiếu tiền bà. Xong, bị cáo cũng bày tỏ lo ngại con gái đang điều trị bệnh ở nước ngoài, sức khỏe không được tốt nên nhờ sự hỗ trợ của cơ quan tố tụng. Trả lời tại phiên tòa ngày 12 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng, vì uy tín, vì danh dự của gia tộc, bà sẵn sàng dùng tiền tích cóp để giải quyết hậu quả ở SCB. Bà Lan cũng nói, ủy quyền cho ngân hàng nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bà Lan cũng đề nghị các tài sản của bị cáo phải được định giá đúng giá thị trường. Bị cáo Lan cho biết đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn đi giải quyết những công việc khi bị cáo đang bị tạm giam. Theo bị cáo Lan, con gái bà đã đàm phán để bán tòa nhà ở Hà Nội khắc phục hậu quả, nhưng đối tác đang trả giá 300 triệu đô la Mỹ, trong khi tòa nhà này được định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước thông tin này, giới bất động sản, nhà đầu tư và cả cộng đồng mạng xôn xao các thông tin truy tìm và xác định xem tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ thuộc Vạn Thịnh Phát như lời bà Lan nói là tòa nhà nào. Mặc dù chưa có một thông tin chính thức nào xác nhận, nhưng giới bất động sản và cộng đồng đầu tư đang chia sẻ hình ảnh tòa nhà bà Trương Mỹ Lan đang muốn bán 1 tỷ đô la Mỹ là Capital Place, một dự án nằm ở vị trí đất vàng của thủ đô. Ngay sau đó, lãnh đạo một doanh nghiệp trong ngành cũng xác nhận tòa nhà Capital Place đang được con gái bà Trương Mỹ Lan giao bán và theo ông này Tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ ở Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay và phần lớn trong số đó thuộc các tập đoàn nước ngoài. Số thuộc sở hữu trong nước chỉ từ 1 đến 2 và nói đến là ai cũng biết. Tòa nhà văn phòng Capital Place tọa lạc tại khu vực giao cắt giữa các tuyến đường Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Trí Thanh, quận Ba Đình. Dự án có quy mô 2 tòa tháp cao 37 tầng, trung khối đế và 3 tầng hầm. Tổng diện tích cho thuê là 93.550m2 và tổng diện tích cho thuê thương mại là 5.279m2. Tòa nhà Capitol Place trước đây là một phần của dự án Vinhome Metropolis. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng một phần dự án Vinhome Metropolis cho công ty cổ phần Twin Peak, nằm trong hệ sinh thái tập đoàn Capitol Land. Phần được chuyển nhượng chính là tòa nhà văn phòng Capitol Place. Đầu năm 2022, Capital Land thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà Capital Place và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị 751 triệu đô la Singapore, tương đương 550 triệu đô la Mỹ, khoảng 12.500 tỷ đồng. Chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội, được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland. Đáng chú ý, Vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với Vạn Thịnh Phát. Trên website chính thức của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Tại phần xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, về những lần đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Bị cáo Văn này khai 4 lần đưa tiền cho bị cáo Nhàn với tổng 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo đó, ngày 22 tháng 3 năm 2018, Văn đưa cho Đỗ Thị Nhàn 200.000 đô la Mỹ tại phòng làm việc. Tháng 10 năm 2018, Văn cùng Nguyễn Nam Tuấn lái xe đến nhà riêng của Đỗ Thanh Nhàn tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đưa 2 triệu đô la Mỹ. Vài ngày sau, Văn tiếp tục đến nhà Đỗ Thị Nhàn đưa 2 triệu đô la Mỹ. Cuối năm 2018, Văn cùng Tuấn tiếp tục đến nhà Đỗ Thị Nhàn đưa thêm 1 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai, bị cáo đã 4 lần đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Mỗi lần đưa hối lộ, bị cáo đều gọi cho Đỗ Thị Nhàn và qua nhà riêng của Đỗ Thị Nhà nói là quà chị Lan gửi, chị nhận giúp em. Chị Nhàn trả lời, ừ, chú cứ để đấy. Luật sư hỏi bị cáo Văn là trong 4 lần đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn, có lần nào bị cáo không gặp trực tiếp bị cáo Nhàn không? Bị cáo Văn nói có một lần qua nhà và không gặp trực tiếp bị cáo Nhàn. Sau đó bị cáo gọi điện cho bị cáo Nhàn và được bị cáo Nhàn cho password nhà của bị cáo Nhàn. Bị cáo nhập password và mang thùng xốp có đựng tiền để vào trong nhà bị cáo Nhàn. Sau lời khai này của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, chủ tọa phiên tòa đã hỏi lại bị cáo Văn là lần thứ mấy bị cáo đưa hối lộ thì không gặp bị cáo nhàn và được cho bắt nhà riêng. Bị cáo Văn trả lời là lần thứ ba. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn còn khai thêm, ban đầu làm việc với bị cáo nhàn chỉ trao đổi công việc. Trước đó tại phiên xử hôm 11 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn về vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB. Bị cáo Nhàn cho rằng, lúc đầu nghĩ bị cáo Lan là khách hàng lớn của SCB, chủ đầu tư của SCB. Lúc bị bắt và làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra mới biết, vai trò chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất lớn tại SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai gặp bị cáo Lan theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, đề nghị bị cáo Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng. Hội đồng xét xử hỏi, khi ban hành kết luận thanh tra, bị cáo Nhàn đã bàn bạc và gặp bị cáo Trương Mỹ Lan bao nhiêu lần? trả lời bị cáo nhà nói gặp hai lần và trong cuộc gặp không trao đổi với bị cáo Trương Mỹ Lan gì về nội dung không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Bị cáo nhà nói tiếp, bản thân mình nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là hoàn toàn thụ động, nhận tiền xong nhưng chưa dùng đến và nhiều lần liên hệ với bị cáo Văn để trả lại nhưng không được. Trước ý kiến này, chủ tọa ngắt lời cho rằng bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn nhờ bị cáo đi gặp Trương Mỹ Lan thì chứng tỏ bị cáo biết rõ vai trò, vị trí của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB. Về lời khai bị cáo nhàn cho rằng nhận 4 lần tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ nhưng thụ động, vị chủ tọa gay gắt, nhận tiền 4 lần mà sao thụ động, nếu không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, sao vẫn nhận thêm những lần khác nữa. Chủ tọa nói thêm, bị cáo nhận tiền từ người của SCB tới 4 lần với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ thì khác so với những bị cáo khác. Tuần đầu tiên của phiên xét xử vụ án vạn thành phát, Trương Mỹ Lan, thủ đoạn rút ruột ngân hàng SCB cùng vai trò chi phối của bà Lan dần được phơi bày qua cáo trạng và lời khai từ các bị cáo. Trước tòa, 79 trên 86 bị cáo, 5 người đang bỏ trốn, thừa nhận cáo trạng truy tố của viện kiểm sát là đúng pháp luật. Nhiều bị cáo đã trần tình về vi phạm bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối vào bà Trương Mỹ Lan dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp. Theo cáo trạng năm 2011, khi chính phủ chủ trương sắp nhập tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém là SCB, Việt Nam Tính Nghĩa và đệ nhất, những ngân hàng mất thanh khoản do quản trị thiếu hiệu quả đã tự nguyện hợp nhất. Lúc này, chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát Trương Mỹ Lan đã là bà chủ đứng sau hai ngân hàng SCB cũ và Việt Nam Tính Nghĩa quyết định thu gom hết cổ phần của Ngân hàng Đệ Nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, SCB trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau 4 ngân hàng vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank. Sau sắp nhập, bà Lan chủ trương sử dụng thân tính và thuê người đứng tên để thu gom 86% cổ phần SCB. Đến năm 2018, tỷ lệ trên nâng lên 91%, đồng nghĩa việc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng. Bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ cho vay giải ngân, bà Lan đã vay tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng của SCB, gấp 100 lần vốn điều lệ của ngân hàng khi mới sáp nhập là 10.584 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan nắm trong tay hơn 3 phần tư của phần SCB, dễ dàng sắp đặt toàn bộ nhân sự lãnh đạo ngân hàng. Ba đời chủ tịch SCB gồm Nguyễn Thị Thu Sương, 2012-2013, Đinh Văn Thành 2014-2020, Bùi Anh Dũng 2020-2022 đều do bà này dựng lên. Khi có nhu cầu vay tiền, bà Lan đồng thời ra lệnh cho những thân tín tại Vạn Thành Phát tiến hành thủ tục và SCB hợp thức hóa hồ sơ. Viện Kiểm sát xác định 11 bị cáo nhận lệnh trực tiếp từ bà Lan có vai trò đồng phạm giúp sức, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng từ SCB. Sau khi nhận chỉ thị, ban điều hành triển khai cho quản lý các chi nhánh phòng ban nghiệp vụ lập hồ sơ nâng khống giá tài sản đảm bảo, duyệt khoản vay cho nhóm Vạn Thịnh Phát, hầu hết được giải ngân trước, hoàn thiện giấy tờ sau, phối hợp trực tiếp với ekip SCB là nhóm nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với vai trò quản lý các công ty ma, thuê cá nhân đứng tên, lập phương án kinh doanh ảo, thổi giá thẩm định tài sản để vay vốn. Theo cáo trạng từ khi ngân hàng hợp nhất năm 2012 đến lúc vụ án bị khởi tố vào tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo giải ngân 2.527 khoản vay ở SCB. Bình quân, mỗi hồ sơ có dư nợ hơn 422 tỷ đồng. Trong hơn 10 năm, SCB luôn thuộc nhóm ngân hàng chào mời lãi suất tiết kiệm cao nhất Việt Nam. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng này thường tương đương hoặc cao hơn mức bình quân của toàn ngành ngân hàng thu hút được nhiều người gửi tiền, nhưng SCB dành hơn 93% tổng ngân sách cho vay chỉ để phục vụ yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan. Cáo trạng nêu, mỗi khi đến hạn trả nợ, bà Lan lại tiếp tục tạo lập những khoản vay mới để tất toán nợ cũ, song song với phục vụ các nhu cầu khác. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, nhóm khách hàng liên quan bà Lan có 1.284 khoản vay với dư nợ gốc 483.971 tỷ đồng tương đương gần 377 tỷ mỗi hồ sơ tín dụng. Hơn 85% trong số này là các khoản vay được lập sau năm 2018. Toàn bộ hồ sơ của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB trên giấy tờ đều tuân thủ nguyên tắc giá trị tài sản đảm bảo lớn hơn số tiền cho vay, nhưng kết quả thẩm định sau cùng trong quá trình điều tra kết luận, chỉ 520 trong 1.166 mã tài sản đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay liên quan nhóm Vạn thành phát, tổng giá trị hơn 179.000 tỷ đồng, tương đương 37% dư nợ gốc đã được giải ngân cho bà Lan tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 483.971 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại với dư nợ gốc hơn 304.000 tỷ đồng được viện kiểm sát xác định là số tiền bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB Phần nợ gốc này còn phát sinh hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi, được cáo trạng xem là thiệt hại bà Lan gây ra cho SCB vì không thể thu hồi sau khi vụ án khởi tố. Tại tòa, các bị cáo đều mong muốn được khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý ủy quyền cho ngân hàng nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB và đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, bị cáo Lan cũng có nguyện vọng chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình. Số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan để đưa vào ngân hàng SCB nhằm khắc phục thiệt hại. Trong 80 bị cáo được xét hỏi tại tòa trong tuần đầu xét xử, bà Trương Mỹ Lan là người duy nhất phủ nhận mọi cáo buộc dẫn đến 3 tội danh bị truy tố gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Trong phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Trước câu hỏi của luật sư Nguyễn Văn Hậu, bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng về việc có phải bị cáo là người lựa chọn Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận. Trước lời phủ nhận này của bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Hậu công bố lời khai của bà Lan tại cơ quan điều tra. Theo đó, bà Lan khai, tháng 12 năm 2020, khi ông Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, đưa vợ con ra nước ngoài chữa bệnh, đã dẫn Bùi Anh Dũng lên gặp bà Lan giới thiệu và nói, Dũng là người hiền lành nên Thành tiến cử làm chủ tịch hội đồng quản trị, thay trong thời gian Thành ở nước ngoài. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận lời khai này, không phải, anh Thành chỉ nói với tôi, sẽ để Dũng làm chủ tịch trong thời gian đưa vợ con đi chữa bệnh. Luật sư hậu tiếp tục công bố lời khai của bị cáo Dũng tại cơ quan điều tra. Theo đó, dịp Tết năm 2020, bị cáo được bà Trương Mỹ Lan thưởng 20 tỷ và Tết 2021 lại được bà Lan thưởng thêm 20 tỷ. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận lời khai này. Bị cáo nhớ vợ con Dũng cũng làm tại ngân hàng SCB, lúc đó bị cáo nói với Dũng: "Em là chủ tịch, chủ tịch mà có phu nhân mà làm ở đây thì kỳ lắm, em cho vợ nghỉ đi, con thì từ từ. Chị cho em tiền này." Tôi không nhớ đã cho Dũng 2 tỷ hay 20 tỷ. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai tương tự luật sư hỏi bà lan về quan hệ giữa bà và bị cáo trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb thì bà lan cho rằng không có quan hệ gì được hỏi bị cáo có thưởng cho hoàng không bà lan nói cái gì tôi cho rồi thì tôi không nhắc không nhớ tới nữa việc bị cáo xác định có cho và cho tổng thể nhân viên bị cáo xác định cho tiền thì có thể liên quan đến hội đồng quản trị hay tổng giám đốc phải xét duyệt số cổ phần cho nhân viên scb không luật sư hỏi bà lan nói không biết ai thực hiện xét duyệt cổ phần cho nhân viên scb tôi chỉ cho thôi toàn bộ là tiền của tôi tôi không lấy tiền của bất cứ ai đem cho bà lan nói luật sư hỏi lấy gì chứng minh tiền bị cáo cho bộ phận nhân viên scb thì bà lan trả lời tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ với tôi Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận cáo trạng và lời khai của các thuộc cấp về việc mỗi khi cần tiền sẽ chỉ đạo Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung để hai người này thông báo cho Bùi Anh Dũng khoản vay nào của Trương Mỹ Lan, khoản vay nào của Vạn Thịnh Phát trả lời luật sư bảo chữa cho mình, bà Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian dài hơn, gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi. Thực tế hầu như tại SCB là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu trả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả khoản vay cũ được hỏi về 617 hồ sơ vay vốn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022, có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân mà chỉ tất toán nợ cũ tạo nợ mới, bà Dung nói không nhớ được vì số lượng nhiều, thời gian lâu cũng không thống kê khoản nào rút ra, khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu. Có nhiều khoản vay vào thời trước khi bà Dung bị bắt là thời điểm đến hạn rút nhiều khoản vay tại SCB, hầu hết là vay để thanh toán khoản vay cũ. Bị cáo nghĩ mình làm sai, mình nhận, không né tránh, nhưng số liệu quá lớn lên đến 200.000 tỷ, số giải ngân không chỉ trả cái cũ. Bị cáo nghĩ hành vi chỉ là che giấu, chứ số tiền thất thoát đã có từ trước rồi, nên bị cáo mong tòa xem xét phần số liệu thất thoát cho rằng do bị cáo gây nền, bà Dung nói. Bà Dung cũng thừa nhận đối với khoản vay 1.500 tỷ của công ty Tường Việt, bà đã làm sai quy trình tín dụng. Thời điểm thực hiện, tài sản đảm bảo là khoảng 39 triệu cổ phần của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn. Công ty này có dự án lớn bên quận 2, bị cáo đánh giá cao cổ phần đó. Sau này, khối tài sản đảm bảo được rút ra và đổi bằng tài sản khác. Bà Dung xin hội đồng xét xử, xem xét lại thiệt hại. Dự án được thế chấp tại SCB, tương đương 35% cổ phần, khoảng 35 nghìn tỷ nên tài sản đó đảm bảo nhiều khoản vay tại SCB.